Vâng, xin được kính chào tất cả các bác anh chị trên mọi miền tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Dũng Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ giới thiệu cho tất cả các bác anh chị một chiếc bình củ tỏi men vàng hoàng gia rất là đẹp đấy ạ. Một chiếc bình mà phải nói nhìn kỹ các bác sẽ thấy cái độ sang trọng, độ quý phái của nó, tất cả họa tiết đều được vẽ vàng 100% luôn. Chiếc bình này có chiều cao khoảng là 50 cm, họa tiết vẽ vàng, nền vàng, vẽ chim hạc cùng các loài hoa khác nhau. Như các bác đã theo dõi các cái sản phẩm của Dũng Hoàng Phát thì biết là cái mặt hàng mà vẽ vàng hiện nay rất là phổ biến, rất là đẹp và được khách hàng ưa chuộng rất là nhiều, nên là chúng tôi thường xuyên ra những mẫu mới, các họa tiết mới cũng như màu men. Hôm nay quay đến cho tất cả các mọi người cùng xem thì xin phép được quay gần lại cho mọi người cùng ngắm nhé. Đây như các bác đang nhìn, em quay bằng điện thoại ạ. Các họa tiết đều rất là sắc nét luôn, chiều cao khoảng 50 cm ạ, liệu được vẽ vàng hoàn toàn đó. Các họa tiết từ phần miệng, phần cổ, phần mình, phải nói nó là một cái bình kết hợp rất nhiều họa tiết với nhau, khiến nền chìm, các họa tiết hoa chìm và các họa tiết chim, họa tiết hoa nổi, tạo cái sự chiều sâu, sự 3D cho cái sản phẩm này. Những cái viền này cũng đều là viền vàng các bác nhé. Đấy, em xin phép quay ở dưới chân để các bác xem. Đây, tất cả những này là viền vàng các bác nhé. Họa tiết của nó là nền vàng kim, họa tiết là vẽ vàng kim, rất là chất lượng luôn. Tất cả được vẽ tay 100%. Các bác nào đã mua sản phẩm bên em thì đều biết nó rất là tinh, nó rất là đẹp. Và thường khách hàng đến thì sẽ chọn lựa gặp bình, thậm chí là một bộ ba bình rất là nhiều. Đấy, không để nó thêm nhiều, các bác có thể ngắm chiếc bình này, sẽ quay trực gần hơn, cụ thể hơn cho các bác ngắm ạ. Đó. Được chưa ạ? Chim hạc thì là một loài chim, cũng là một loài chim tiên. Ở trong đạo giáo thì được sử dụng cái hình tượng chim hạc rất là nhiều, hình tượng hoa sen, hoa cúc, hoa phù dung, vân vân. Đó, được sử dụng rất là nhiều luôn ạ. Em xin nhắc lại là cái chiều cao của cái bình này khoảng 50 cm, nền vàng hoàng gia, nên các bác nào mà trưng trong nhà sẽ rất là sáng không gian. Và nếu mang biếu tặng cũng đều rất là ý nghĩa. Nó là chiếc bình dáng tỏi, miệng loe, cổ đứng và bầu lớn. Nó có thể thu hút tài lộc thịnh vượng qua cái chiếc cổ này, lưu trữ ở đây. Các bác có chơi một số điều các bác sẽ biết. Rất là đẹp luôn. Họa tiết hoa rất đầy đủ, hoa sen, hoa phù dung, hoa cúc vân vân. Đó. Vâng, một số các bác đã hỏi là giá của sản phẩm thì giá em sẽ ghi một cái phần ở phía dưới cái phần bình luận cũng như cái phần miêu tả của video, các bác theo dõi cho nó dễ nhỉ. Các bác nào đang xem trên YouTube hay là trên Facebook thì các bác nhớ đăng ký kênh, like video cũng như chia sẻ video cho rất nhiều các bác cùng xem đấy nhé. Những người mà mình yêu quý cùng xem. Cái sản phẩm của bác chàng bây giờ là rất là đẹp rồi, rất là kỹ càng, không giống như ngày xưa nữa. Các bác khoảng 3 đến 5 năm quay trở lại thì sẽ thấy nó khác đi rất là nhiều, chứ còn không giống như cũ đâu ạ. Tất cả đều là mới, đều là đẹp và tinh xảo hơn rất là nhiều. Thì các bác đang ngắm chiếc bình này thì nếu các bác có cái bình luận nào thì hãy ghi viết ngay xuống dưới phần bình luận phía dưới nhé, của Facebook cũng như của YouTube. Các thông số thì em sẽ gắn trực tiếp trên video cho các bác coi. Về chiều cao này cũng như là các họa tiết thì là cái giá ở em sẽ ghi một cái phần bình luận cũng như là cái phần miêu tả của video để các bác cùng xem. Cho bác yên tâm là những cái mẫu này của em đều là rất mới trong những năm 2022. Vừa hoàn thiện xong đấy, em quay luôn cho các bác. Thì gần sắp tới đây em sẽ quay rất nhiều những video khác liên quan đến các sản phẩm. Thì mời các bác cùng xem. Các bác nào đang có nhu cầu làm đại lý cũng như là tìm kiếm sản phẩm kinh doanh thì hãy liên hệ
ngay với em con số là 0977 2484, thì em sẽ trả lời các bác cũng như gửi các ảnh, hoặc là để các bác vào trong nhóm buôn của bên em để chúng ta cùng buôn bán những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng cũng như xưởng Hoàng Phát, tôn vinh cũng như là làm rộng ra cái nét đẹp của gốm sứ Bát Tràng nói riêng cũng như gốm sứ Việt Nam nói chung. Thì rất mong là nhận được sự cổ vũ động viên các bác để chúng ta làm được nhiều video hơn. Thì video đây em xin dừng lại tại đây, rất mong nhận được cái phản hồi từ các bác ở trong phần bình luận. Thì xin chào và gặp lại các bác.